Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tôi cậy ơn của Chúa để cùng chia sẻ với bà chị em một cái chủ đề cũng có sự liên quan. Chúng ta cùng mở ra lời Chúa ở trong sách Khải Huyền chương thứ 19. Khải Huyền chương 19. Chúng ta từ câu số 6 cho đến hết câu số 10. Đây là phần kinh thánh mà chúng ta sẽ làm nền tảng cho buổi học lời Chúa ngày hôm nay. Khải Huyền chương 19 câu 6 cho đến câu số 10. Dạ, bây giờ thì chúng ta cùng nhau đọc chung những câu kinh thánh này. Xin bắt đầu. Đoạn, tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ mà rằng: Alleluia, vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là đấng toàn năng, đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người lại tiếp rằng: Đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Tôi bèn gieo mình xuống dưới chân người đặng thờ lại. Xong người phán rằng: Hãy giữ lấy, đừng làm vậy. Ta là bạn tôi tớ với ngươi và với anh em ngươi, là người cùng giữ lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Ngươi hãy thờ lại Đức Chúa Trời, vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giêsu là đại ý của lời tiên tri. Chủ đề tôi chia sẻ với bà chị em buổi sáng hôm nay đó là tiệc cưới chiên con. Ở đây bao nhiêu người chúng ta thích dự tiệc cưới ạ? Dạ, ai cũng thích dự tiệc cưới phải không ạ? Và bởi vì cái tiệc cưới là một cái buổi tiệc mà đã có sự chuẩn bị rất chu đáo. Từ cái người gia chủ cho đến chàng rể và cô dâu. Và tiệc cưới được gửi thiệp mời để tất cả mọi người có một cái thời gian để chuẩn bị khá là lâu. Theo như Việt Nam á, thì thường thường á, là người ta mời tiệc cưới là trước khoảng 2 cho đến 4 tuần lễ. À, có những người thì họ mời xa hơn, nhưng mà trung bình người ta mời khoảng từ 2 cho đến 4 tuần. Mà nếu chúng ta mời gần quá đó, thì người ta nói rằng tôi không kịp để chuẩn bị. Tôi nhớ rằng đám cưới của chúng tôi thì có những người bạn rất thân, cho nên tôi nói rằng là thân, cho nên chúng tôi sẽ mời trễ nhất. Và những người bạn thân là tôi mời trong một tuần đổ lại. Nhưng mà cuối cùng là những người bạn thân đó đã không có mặt để dự cưới. Và họ lấy lý do là chúng tôi không chuẩn bị kịp. Đúng như vậy, điều nói về tiệc cưới thì chúng ta đã có giấy mời và chúng ta đã chuẩn bị một cách thật chu đáo. Buổi hôm nay ông bà chị em phải gọi là ngạc nhiên chứng kiến cái tiệc cưới mà chúng ta không được thông báo trước, phải không ạ? Nhưng mà cô dâu và chú rể đã có sự chuẩn bị. Bởi vì cô dâu và chú rể không muốn ai phải lo lắng về vấn đề tiệc cưới này. Cô dâu chú rể chuẩn bị hết tất cả để rồi mời chúng ta cùng nhau chung vui. À, chúng ta không cần phải chuẩn bị quà. Chúng ta không cần phải chuẩn bị cái gì cả ngoài chuẩn bị tiền thôi. Dạ, chúng ta không có chuẩn bị gì, bởi vì cô dâu chú rể muốn chúc phước cho hội thánh, muốn cho anh chị em để cùng nhau, chúng ta không ai phải lo lắng mà chúng ta cùng nhau để dự cái tiệc cưới này. Nhưng mà Chúa thì Chúa rất là tuyệt vời. Ngài không chỉ là Ngài chuẩn bị tiệc cưới, nhưng Ngài đã có những cái lời hứa dành cho chúng ta. Để rồi tôi và bà chị em đến lúc mà chúng ta gặp Chúa thì chúng ta sẽ không nói được là gì? Còn chưa có sự chuẩn bị. Amen bà chị em. Dạ. Bây giờ chúng ta thấy lời hứa của Chúa như thế nào. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 1 cho đến câu 3, chúng ta cùng mở ra để đọc chung với nhau ạ. Hoặc là máy sẽ chiếu lên, chúng ta cùng đọc chung với nhau. Giăng đoạn 14 câu 1 cho đến câu số 3. Dạ, xin chúng ta bắt đầu. Giăng đoạn 14 câu 1 cho đến câu số 3. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ.
Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Dạ. Khi các môn đồ đang bối rối về việc là Chúa Giêsu nghe nói là Ngài sẽ bị bắt bớ, Ngài sẽ bị đánh đập và Ngài phải chịu thương khó, chịu chết, chôn và Ngài sống lại. Các môn đồ bối rối bởi vì Chúa của họ, Thầy của họ, cái người dẫn dắt của họ, đầy quyền năng, đầy sự sức dầu. Nhưng bây giờ thinh linh thì Thầy của mình tại sao nói về một cái việc là Thầy phải chết, Thầy phải đi? Thì họ bối rối. Chúa Giêsu biết điều đó. Chúa nói là các người đừng có bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời nhưng cũng hãy tin ta nữa. Bây giờ ta đi là để sắm cho ngươi một chỗ. Ta đi ta sẽ trở lại, sắm rồi ta trở lại để đem các người đi với ta. Hầu cho ta ở đâu các người ở đó. Như vậy bây giờ Chúa Giêsu chưa trở lại đúng không ông bà chị em? Vậy tôi xin hỏi ông bà chị em, Chúa Giêsu đã sắm cái chỗ xong chưa? Chưa. Tại vì Chúa nói là xong rồi ta quay trở lại mà. Thật ra thiên đàng đã sắm sẵn trước buổi sáng thế rồi. Chúng ta còn nhớ Ma-thi-ơ đoạn 25 không ạ? Chúa nói Giêsu hỏi những người, Chúa Giêsu nói hỏi những người công chính là người mà Cha yêu thương, hãy đến và hưởng nước thiên đàng đã sắm sẵn cho ngươi từ buổi sáng thế. Như vậy là Chúa sắm sẵn rồi, nước thiên đàng đã có rồi, vương quốc của Chúa Trời đã có rồi. Nhưng có một chỗ mà chưa xong, đó là chỗ dành cho cô dâu. Nhà ba của tôi có đất, có nhà, có cửa, tất cả đủ thứ hết. Nhưng mà khi tôi cưới vợ thì tôi phải sắm, chính tôi phải là người sắm một cái chỗ để cho tôi và vợ tôi sinh sống. Nhưng chỗ đó cũng nằm ở trong nhà của Cha tôi, nằm trong cái sự bao phủ của Cha tôi, nằm trong cái ý muốn của Cha tôi. Cho nên Chúa Giêsu Ngài nói là người ta đi ta sắm cho ngươi một chỗ, mà khi ta sắm rồi ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi sẽ ở đó. Như vậy Chúa Giêsu Ngài sắm cái chỗ này, tôi thiết nghĩ Ngài phải rất là kỹ càng. Ngài sắm bằng cái tâm huyết. Nó cũng giống như khi tôi làm cái phòng tân hôn, từng cái giường, cái ga niệm, cái gối, tất cả mọi thứ tôi trang trí. Tôi muốn làm sao đẹp nhất để khi cô dâu của tôi bước vào thì cô dâu của tôi nhìn thấy và rất là ưng ý. Đức Chúa Trời Ngài yêu chúng ta, Ngài ban Chúa Giêsu chẳng những là giá chuộc chúng ta, để khi nó tin nhận Chúa chúng ta đã trở nên một người hoàn hảo trong mắt của Đức Chúa Trời. Nhưng mà trên thực tế tôi và chị em chưa có đủ cái tiêu chuẩn gọi là gì? Đó là trái của sự công chính. Chúng ta chưa có chuẩn bị sẵn để cho ra mắt Chúa của chúng ta. Thì sáng nay thì cô dâu Thi Nga đã đến rất là sớm. Và trước đây một tuần là đã đi làm đẹp rồi. Nhưng mà chú rể có làm đẹp không? Chú rể cũng làm đẹp. Chính tay tôi ngày hôm qua làm đẹp cho chú rể mà. Tôi không biết ngày xưa sao tự nhiên chú cho tôi là nào là học hớt tóc, là làm đủ kiểu hết trơn. Cuối cùng tôi làm được cái gì cũng được hết trơn á. Cho nên cô dâu và chú rể luôn luôn đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy là gì? Bởi cái sự chuẩn bị đó cô dâu đẹp hơn nữa, sang trọng hơn nữa. Mà Chúa Ngài muốn chúng ta như thế nào bà chị em? Đẹp hơn mà sang trọng hơn nữa. Để gì? Ngài khoe với kẻ thù là gì? Đây là nàng dâu đẹp nhất của ta. Amen. Ông bà chị em hãy nói với người bên cạnh đi, anh chị là nàng dâu đẹp nhất của Chúa Giêsu. Hallelujah. Nhưng mà hơn thế nữa, Chúa muốn mỗi cái đời sống của chúng ta, mọi hành vi của chúng ta sẽ bày tỏ chính Ngài ra. Cho nên tại nơi đây chúng ta thấy là gì? Chúa Ngài đã chuẩn bị. Chúa Ngài chuẩn bị. Và Ngài đã chuẩn bị cho cái lễ cưới chiên con ở trong số 7 đó. Là Ngài đã chuẩn bị, cái lễ cưới chiên con đã tới. Còn cô dâu thì sao? Đã sửa soạn và mặc áo sáng tinh sạch ở trong câu số 7 phần A và câu số 8. Chúng ta cùng trở lại đoạn 19. Chúng ta thấy nàng dâu ở đây như thế nào? Ở trong câu số 7 phần B, xin lỗi, câu số 7 phần B. Vì tiệc cưới đã tới, tiệc cưới chiên con đã tới, vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Chúng ta để ý ở đây có hai cái từ động từ.
xin lỗi, nó là cái thì. Đó là gì? Đã. Thứ nhất là đã sửa soạn. Thứ hai là đã mặc áo sáng láng tinh sạch. Lời Chúa khích lệ chúng ta là khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời người. Chúng ta không biết ngày nào Chúa mình sẽ tới. Chúng ta không biết ngày nào Chúa sẽ gọi. Có những người Chúa gọi trước đó, có thể qua cái sự chết người đó đã về với Chúa. Nhưng có những người Chúa ngài vẫn tiếp tục, ngài chờ đợi để chúng ta có một sự chuẩn bị. Bây giờ tôi xin hỏi ông bà chị em, tôi và ông bà anh chị em đã có chuẩn bị cho ngày gặp Chúa chưa? Nếu ngày mai Chúa Giêsu trở lại, tôi ông bà chị em sẽ làm gì? Chúng ta sẽ làm gì? Có nghĩa là cá nhân chúng ta sẽ làm gì? Câu hỏi này cũng được đặt ra và nhiều người nói là nếu ngày mai mà Chúa Giêsu trở lại, tôi biết được cái ngày, cái giờ Chúa trở lại, thì tôi sẽ ăn năn tội. Tôi ngồi xuống tôi viết những cái tội ra để tôi ăn năn tội. Có người thì nói rằng nếu ngày mai mà Chúa Giêsu trở lại thì tôi sẽ chạy về, tôi nói với người thân của tôi để cho người thân của tôi về tin Chúa Giêsu. Nhưng mà người thân ở tận miền Bắc là thì chúng ta sẽ không có đủ thời gian, đúng không ạ? Nhưng cũng có người nói là ngày mai, nếu ngày mai Chúa Giêsu trở lại thì ngày nay tôi vẫn thờ phượng Chúa và tôi vẫn đi chứng đạo. Tôi không cần phải lo cái gì cả. Lý do là tại sao? Bởi vì tôi đã sửa soạn rồi. Tôi luôn luôn sửa soạn. Tôi luôn sẵn sàng để có thể đối diện với Chúa. Tôi sẵn sàng để tôi gặp Chúa. Thương bà chị em, là con người thì chúng ta vẫn sống ở trên đất này và chúng ta vẫn có những cái sự yếu đuối, rồi có những cái sự thất bại, có những cái lo âu đủ thứ. Nhưng mà về một phương diện về thuộc linh thì chắc chắn một điều rằng con bà chị em được sự đảm bảo tuyệt đối từ nơi Chúa Jesus Christ. Qua đức tin của tôi và bà chị em nơi Chúa Giêsu, chúng ta chắc chắn đã được cứu. Amen. Bao nhiêu người tin rằng bởi huyết của Chúa Giêsu Christ đã chuộc anh chị em và nhờ ơn điển và đức tin mà chúng ta được cứu ạ? Dạ. Amen. Nhưng thương bà chị em, Đức Chúa Trời ngài muốn chúng ta không chỉ là được cứu. Nhưng trời muốn chúng ta làm gì? Ở đây nói như thế nào? Vợ ngài đã sửa soạn, đã cho người mặc chiếc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Nàng dâu cần phải được mặc một chiếc áo. Ở đây dịch là chiếc áo sáng láng tinh sạch. Nhưng mà hôm nay thì tôi nói là chiếc áo đỏ tinh sạch. Thay vì mặc chiếc áo màu đỏ không? Mà là đỏ là huyết của Chúa. Thật ra đỏ hay là trắng nó không nói về cái màu sắc, nhưng ở đây nói chiếc áo sáng láng, nói về cái sự tinh sạch của chiếc áo. Cho dù chúng ta mặc áo đen nhưng mà chiếc áo đó được sạch thì chúng ta cũng là mặc chiếc áo tinh sạch. Và chiếc áo tinh sạch này Kinh Thánh gọi đó là bằng cái vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Vì vậy qua lời Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta xưng công bình là bởi đức tin. Nhưng mà ở đây Kinh Thánh muốn cho chúng ta thấy được một điều rằng chúng ta cần phải mặc chiếc áo bằng vải gai mịn này, đó chính là công việc công bình của các thánh đồ. Vậy thì không chỉ là công bình ở bên trong, nhưng mà chúng ta cần công bình bày tỏ qua bông trái công bình. Đức Chúa Trời muốn toàn bà chị em và ngài muốn nhìn thấy chúng ta có cái bông trái công bình. Cái bông trái công bình đó nó được thể hiện ra bên ngoài và người khác nhìn thấy được. Thông qua cái điều gì? Thông qua lối sống, thông qua cái công việc công bình của các thánh đồ. Chúa Giêsu khích lệ việc lành của các ngươi, sự sáng của ngươi phải soi trước mặt người ta để người ta thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Ở trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 16. Người ta thấy, người ta thấy. Như vậy cái công bình bên trong của tôi người ta thấy không? Người ta không thấy được. Nhưng mà Chúa thấy không? Chúa thấy. Ma quỷ thấy không? Thấy. Nhưng mà loài người thấy không?
Không. Cho nên cái sự công bình nó đòi hỏi là gì? Chúng ta nói rằng là con được cứu, con được tin Chúa, con được sự công bình. Nhưng mà chúng ta cần phải phát triển cái trái công bình đó ra. Như vậy khi chúng ta có công bình bên trong thì chắc chắn chúng ta sẽ có trái công bình. Amen chị em. Amen. Nhưng có người có trái công bình bên ngoài chưa chắc có công bình bên trong. Bởi vì công bình bên ngoài có thể đóng giả, nhưng công bình bên trong thì không thể không có trái công bình bên ngoài. Giống như một cái cô gái, một người vợ nói em mang thai, nhưng mà vì lo lắng quá, giờ sợ nhà chồng nó lâu rồi mà không có con, cho nên là mới mang thai giả. À, mỗi tháng kiếm cái thai giả mang vô, nó cũng to cũng to cũng to nữa, nhưng mà to hoài mà nó không có đẻ. Còn nếu một người mang thai thật thì sao? Thì không thể không sanh ra, đúng không chị em? Tôi rất là nghi ngờ, không biết là em Linh là mang thai thật hay thai giả. Linh đâu rồi, Linh đâu rồi? Đang ở dưới à? Tại vì nói sắp sinh 3 tuần nay mà chưa thấy sinh. Có một phép lạ mà Chúa làm cho em Linh. Cách nay 3 tuần, bác sĩ nói là cái thai yếu và khả năng là lưu thai. Mới có 36 tuần thôi, nói là lưu thai. Thì nhắn cho tôi để cầu nguyện, chúng tôi cầu nguyện. Sau đó thì qua một tuần sau nhập viện. Nhập viện thì bác sĩ cũng nói bây giờ là phải ở đây là chích thuốc để sanh non. Nhưng mà em sợ quá, thế là cũng nhắn tin cho tôi với vợ tôi. Và cuối cùng là vợ tôi vào thăm, rồi vợ tôi với lại một chị em vào thăm. Thăm xong thì mới cầu nguyện. Cầu nguyện xong thì em quyết định em về. Tại vì ở trong đó một ngày một đêm là tới 700 ngàn là nhiều tiền quá, cho nên em quyết định em về. Thì bắt đầu người bác sĩ kêu là bây giờ muốn về thì phải ký vào cái tờ cam kết, nếu có chuyện gì họ không chịu trách nhiệm. Lại em lại run. Nhưng rồi lại cầu nguyện thì em bình an. Và cuối cùng trở về thì rất là bình an và khỏe mạnh cho đến ngày hôm nay. À, có thể là trong ngày, trong tuần này hoặc là tuần sau là sanh thôi. Yeah. Và em nói rằng là nếu như mà em chưa sanh á thì ngày một tay và hai tay này có, tại đây có huấn luyện cái chương trình tiền hôn nhân, thì em và chồng em sẽ tham dự. Như vậy thì nếu muốn tham dự thì kêu đứa bé con chờ ba mẹ học xong cái môn hôn nhân gia đình rồi ba mẹ sẽ sanh. Tôi nhớ có người anh em kia, ảnh đang đi hầu việc Chúa. Khi đi khám bác sĩ nói là còn 2 tuần nữa sanh, giờ mới sanh. Thế là ông đi hầu việc Chúa. Anh mới đi hầu việc Chúa được 1-2 ngày, vợ gọi anh ơi bây giờ tự nhiên em có dấu hiệu đẻ rồi. Anh nói không được, nhân danh Chúa Giêsu không được sanh. Anh đi xong về mới sanh. Bà nói em chịu hết nổi rồi. Thế là ra xe nửa tiếng đồng hồ sau, que que que. Sanh là phải sanh thôi phải không? Trở lại câu chuyện của chúng ta ở đây. Xin Chúa ban ơn để rồi tôi và chị em có một cái sự chuẩn bị. Như ở đây nói như thế nào? Đó là đã cho người được mặc áo tinh sạch bằng vải gai mịn. Mà vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Bây giờ chúng ta xem đến cái thành phần tham dự. Chúng ta coi ở đây có bao nhiêu thành phần tham dự. Trong một cái thánh này cho chúng ta thấy là có chú rể, có cô dâu, có khách mời và có người chủ lễ. Người chủ lễ chắc chắn là Đức Chúa Trời. Còn chú rể là ai? Là Chúa Giêsu. Cô dâu là ai? Là hội thánh. Và có những khách mời. Tại sao tôi lại chia ra có khách mời ở đây? Bởi vì giai đoạn mà thời kỳ của hội thánh sẽ được kết thúc trước đại nạn. Chúa cất hội thánh đi, và sau đại nạn những dân Israel còn sót lại phải trả giá để bảo vệ đức tin của họ. Sau đó hội thánh cùng Chúa sẽ xuống thế gian này chiến đấu với Antichrist, đánh bại nó và thiết lập 1000 năm bình an. Như vậy trong 1000 năm bình an đó vẫn là còn cái cơ hội cho những người sống trên đất để tin nhận Chúa làm cứu Chúa cuộc đời của mình. Và
một ngàn năm bình an thì Satan con rồng được thả ra và nó sẽ dỗ dành dân chúng ở trên toàn thế giới và sẽ dẫn đến một cái trận chiến gọi là trận chiến hạt ma gây đồn. Trận chiến này đẫm máu và đây là trận chiến cuối cùng mà Chúa đã dùng đại quyền đại vinh của Ngài để tiêu diệt con rồng Satan và giam nó đời đời quăng xuống hồ lửa. Như vậy cái thời gian đó, thời gian mà từ đại nạn cho đến thời gian một ngàn năm, hết một ngàn năm bình an, sẽ có rất nhiều người tin Chúa, họ trả giá. Nhưng mỗi một thời đại sẽ có sự cứu rỗi theo một cái tiêu chuẩn khác nhau. Ví dụ thời đại chúng ta, đó là gọi là thời đại ân điển. Đó là nhờ ân điển bởi đức tin mà chúng ta được cứu, bởi vì giá chuộc đã ban cho. Nhưng thời đại trong đại nạn là thời đại đó những người phải được mặc áo trắng và được đóng ấn của Chúa và phải trả giá không thờ lại con thú và không chịu ghi dấu ở trên trán cũng như trên tay hữu là dấu 666. Thời đại đó chưa đến đâu anh chị em, nhưng mà chúng ta đang ở trong cái đầu của cơn đau chuyển dạ. Sau đại nạn thì tới 1000 năm bình an. Nguyên tắc hay là điều kiện để được sự cứu rỗi trong 1000 năm bình an đó là tất cả dân ở trên toàn thế giới phải trở lại Jerusalem để thờ phượng Đức Trời. Mà đồng thời họ phải chăm sóc cho dân Do Thái mà những người đã được còn sót lại ở trong thời đại nạn. Và họ chăm sóc dân Do Thái, họ quan tâm họ dân Do Thái thì họ được xưng đó là người công bình như ở trong sách Matthew chương 25 có ghi lại. Cho nên những người đó sẽ là những người được mời trong ngày cuối cùng. Mà tôi đã từng chia sẻ với bà chị em một cái chủ đề gọi là tin lành nài ép. Tin lành nài ép. Và ngày hôm nay Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi chúng ta và Ngài cho tất cả những đầy tớ của Ngài để đi ra các nơi để rao truyền phúc âm. Và những người nào nghe và tin thì người đó sẽ nhận được sự cứu rỗi. Trong thành phần khách mời sẽ có những thành phần như sau. Chúng ta cùng xem Luca đoạn 14 câu 16 cho đến câu 24. Từ câu 16 cho đến câu 24. Rồi chúng ta đọc cùng nhau. Nhưng Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Có người kia dọn tiệc lớn, mời nhiều người ăn. Khi đến giờ ăn, sai đệ tớ mình đi nói với những kẻ được mời rằng: Hãy đến, mọi sự đã sẵn rồi. Xong họ đồng tình xin cứu hết. Người thứ nhất nói rằng: Tôi có mua một đám ruộng, cần phải đi coi, xin cho tôi cứu. Kẻ khác rằng: Tôi có mua 5 cặp bò, phải đi xem thử, xin cho tôi cứu. Kẻ khác nữa rằng: Tôi mới cưới vợ, vậy tôi đi không được, đệ tớ trở về trình việc đó cho chủ mình. Chủ bèn nổi giận, biểu đầy tớ rằng: Hãy đi mau mau ra ngoài chợ và các đường phố, xem những kẻ nghèo đói, tàn tật, đuôi què vào đây. Sau lại đầy tớ trình rằng: Thưa chủ, điều chủ dạy đã làm rồi, mà hãy còn thưa chỗ. Chủ nhà lại biểu rằng: Hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào, gặp ai thì ép mời vào cho được đầy nhà ta. Vì ta nói cùng các ngươi, trong những kẻ đã được mời trước, không có ai được nếm bữa tiệc của ta đâu. Qua phần đoạn kinh thánh này, ông bà chị em thấy có bao nhiêu dạng khách mời ạ? Có những người được mời trước bằng cái thiệp mời trân trọng. Rất trân trọng. Nhưng mà họ như thế nào ông bà chị em? Họ có lý do của nó. Lý do người thứ nhất là gì? Tôi mới mua đám ruộng. Tôi mới mua cái đám ruộng, cho nên tôi phải đi coi nó. Người thứ hai, tôi mới mua 5 cặp bò, cho nên tôi phải đi xem thử. Người thứ ba, tôi mới cưới vợ. Tôi mới đám cưới ngày 27 tháng 8 năm 2023. Cho tôi xin cứu. Và thành phần này là đi hết, hay là họ ở nhà hết? Ở nhà. Cho nên có những người chuyên mà chúng ta trân quý để người ta mời họ. Chúng ta biết cái chương trình Xin Yêu Thương đó,
gửi thiệp mời, gửi rất nhiều thiệp mời, hàng trăm ngàn thiệp mời. Nhưng cũng có những người đáp ứng đi. Có người đáp ứng bước lên để tin nhận Chúa. Họ tin nhận Chúa, họ xác quyết tin nhận Chúa đó. Nhưng khi trở về liên lạc thì sao? Họ từ chối. Phần của người đầy tớ thì cứ làm phần của người đầy tớ. Còn cái người đón tiếp hay không, người họ quyết định đến giờ tiệc cưới hay không là quyền của họ. Sau đó thì các đầy tớ về trình: thưa chủ, những điều mà chủ dặn con làm hết rồi, con làm xong hết rồi. Nhưng mà sao? Chủ nói như thế này: bây giờ hãy đi ra mau ngoài chợ và ra các đường phố, đem những kẻ nghèo khó, tàn tật, đuôi, què vào đây. Như vậy những người được mời là những người không có nằm ở trong thành phần này, đúng không ạ? Không phải tàn tật, không phải đuôi què, nghèo khó. Thật ra tin lành là tin lành dành cho kẻ nghèo. Nhưng cái từ nghèo đó không có nói về cái sự nghèo nàn, mà nghèo đó có nghĩa là người biết cái tâm linh nghèo, cái tâm linh mình nghèo, tâm linh mình thiếu, đang cần cái sự cứu rỗi. Có những người khi mà họ có cái tâm linh khao khát sự cứu rỗi đó, chúng ta đến chúng ta chia sẻ, vừa chia sẻ xong là họ tiếp nhận ngay. Và họ thậm chí họ gào thét lên, họ vui mừng bởi vì có rằng họ đã được Chúa rồi. Họ tìm kiếm bấy lâu nay, bao nhiêu năm tôi đã tìm kiếm, bây giờ tôi đã gặp được rồi. Họ làm sao anh biết anh gặp được Chúa? Tôi thấy tôi được bình an, tôi đi đâu tôi cũng được bình an hết. Ngày hôm qua khi trước khi làm bắp tem, tôi có khẩu vấn lại mình xem. Thì ở đây anh Tuấn là người đã tin nhận Chúa. Ai làm chứng à? Cô Thắm làm chứng. Đi trên xe và gặp và làm chứng cho anh Tuấn. Và anh Tuấn tin Chúa. Ngày đầu tiên khi tin, tôi cầu nguyện cho anh và nói rằng chân của anh bị đau, phải không? Rồi chóng mặt khi mà chạy xe. Cầu nguyện xong qua tuần sau lại nhờ cầu nguyện nói rằng thấy bớt rồi, nhưng mà vẫn còn chóng mặt, và tiếp tục cầu nguyện. Thì ngày hôm qua khi nói chuyện với anh Tuấn nói như thế này là: bây giờ đi đâu cũng bình an hết trơn. Hồi trước rất là lo lắng, nhưng bây giờ là sao? Bình an. Amen. Đây chính là cái dấu hiệu mà chúng ta không mua được bằng tiền. Bởi vì sao? Bởi vì đó là sự ấn chứng của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Hay nói cách khác, nước của Đức Chúa Trời đang ở trong người anh em của chúng ta. Ngày hôm qua tôi cũng nói chuyện với anh Kỳ, và anh Kỳ cũng nói bấy lâu nay đây là điều mà anh tìm. Và khi anh tiếp nhận Chúa rồi, anh thấy nó một điều bình an lạ lùng. Đúng không anh Kỳ? Và ngợi khen Chúa, đó chính là cái dấu hiệu ở bên trong của chúng ta. Không ai có thể ban cho được ngoài ngực trừ Chúa Giêsu của chúng ta. Amen. Không ai cướp khỏi cái sự bình an đó khỏi chúng ta. Bởi vì Ngài đã ấn chứng đời đời cho ông bà chị em. Nên ông bà chị em chắc chắn chúng ta đã thuộc về Ngài. Cảm ơn Chúa. Cho nên cái người có sự nghèo khó tâm linh có nghĩa là khao khát Chúa. Khao khát Chúa. Họ ở xa nhưng mà họ vẫn khao khát Chúa, và họ có thể bỏ thời gian để họ có thể đi. Anh chị em biết ở đây cũng có những anh chị em ở rất xa để đi đến đây thờ phượng Chúa không? Mấy chục cây số đi rất sớm. Bởi vì sao? Vì khao khát Chúa. Khao khát Chúa. Có người ở Mỹ về đây thờ phượng Chúa. Ở đây không phải là cũng một mình đây Mỹ nha, kia là cũng Mỹ kìa. Dạ. Xin giới thiệu với thầy cô Thiên Ân là chị Nga, là sinh viên khóa 18. Dạ, tốt nghiệp hồi năm rồi. Cũng tốt nghiệp cùng với dạ. Cô Thục Anh là sinh viên khóa 20 22. Thầy Thiên Ân là sinh viên khóa 24. Dạ. Cảm ơn Chúa. Đâu ai sinh viên IBI đưa tay lên để cho cô Thục Anh với thầy Thiên Ân với lại cô Nga biết ạ. Thấy chưa? Cảm ơn Chúa. Dạ. Cho nên bây giờ là đi khắp thế gian, ở đâu cũng có sinh viên IBI. Dạ. Cảm ơn Chúa. Cho nên khi chúng ta khao khát thì cho dẫu chúng ta đi xa, chúng ta vẫn đi. Dạ. Vừa rồi chúng tôi về đi đến một cái quán ăn gọi là kêu bằng cái quán gì, quán bún bò gì đó, bún bò tên là Công ha. Quảng cáo luôn, nay quảng cáo dùm luôn. Cái anh này
đã là một thợ nấu ở trong cái thợ Landmark ở quận nhất. Và một tô bún bò ở đó có giá khoảng 800 cho đến 1 triệu một tô. À, tô phở. Dạ, tô phở. Và chúng tôi quyết định đến đó để chúng tôi ăn. Ồ, đi cực lắm, đi lòng vòng, đi vô, không thậm chí không có chỗ đậu xe nữa. Và vô cái chỗ ăn nó nóng, ơi là nóng như vậy, nhưng mà chật nít người hết trơn. Dạ. Mà thật, nó ăn thiệt ngon. Dạ, rất là ngon, đáng giá đồng tiền. Ở Việt Nam thì bán giá trung bình là 80 một tô, 80-85 một tô. Nhưng mà tô đặc biệt là 120. À, bữa đó chúng tôi với má tôi là ăn được tô đặc biệt. Còn ở Mỹ thì có cái tô gì? Xe lửa hả? Dạ, tô phở xe lửa. Tôi không ăn được phân nửa, tôi ăn không chừng phân nửa là ăn hết nổi rồi. Cho nên khi mà chúng ta có sự khao khát, chúng ta không có từ nan, chúng ta sẽ bước đi một cách rất là dễ dàng. Xin Chúa cho chúng ta không chỉ khao khát một lần, nhưng mà luôn khao khát được cái tinh thần thờ phượng, hầu việc Chúa, yêu Chúa và yêu anh chị em của mình luôn luôn. Amen. Cảm ơn Chúa. Và cuối cùng thì cái người này nói như thế nào? Sau đầy tớ trình rằng, thưa chủ, điều chủ dạy đã làm rồi mà hãy còn thừa chỗ. Có người nói với tôi rằng không biết là nếu như cả thế giới này 8 tỷ người tin Chúa thì thiên đàng có chỗ ở không? Thế mà chị em có không ạ? Dạ. Không bao giờ thiếu. Không bao giờ thiếu. Dạ. Nhưng mà thiên đàng có hai nơi ở là anh chị em, chứ không phải một nơi đâu. Một là ở đâu ạ? Trong thành. Hai là ở đâu ạ? Ngoài thành. Ba là ở đâu ạ? Quả ngục. Dạ. Anh chị em muốn ở trong thành hay ở ngoài thành? Hỏi thì hỏi lại lần nữa, ở ngoài thành hay ở trong thành? Dạ, cảm ơn Chúa, anh em xác định cái vị trí của mình rồi, phải không ạ? Người ở trong thành phải là người chuẩn bị sẵn sàng. Lúc nào cũng sẵn sàng. Người ở trong thành phải luôn luôn vâng phục Chúa, yêu Chúa, vâng phục Chúa. Chẳng hạn Chúa kêu mình tha thứ cho anh em mình là tha thứ. Cho dầu như nào bây giờ là tôi muốn tha thứ. Tôi không cần quan tâm người đó làm hại tôi điều gì, người đó đối xử với tôi làm sao, nhưng tôi vì Chúa tôi tha thứ. Dạ. Đó là chúng ta vâng lời. Vâng lời Chúa dạy, là vâng lời, làm theo lời của Chúa. Như sáng nay chúng ta bài học mà Mục sư Liên đã chia sẻ cho chúng ta đó. Và chúng ta vâng lời Chúa thì Chúa bị chúng ta, Ngài sẽ mở kho của Ngài ra, mở trời là kho báu của Ngài ra ban cho chúng ta, ban mơ phải thị cho chúng ta. Cho nên sự vâng lời luôn luôn là điều quan trọng của một người mà muốn được ở trong thành với Chúa. Như vậy thì Chúa nói bây giờ còn dư phải không, còn thừa chỗ phải không? Chủ lại tiếp, hãy ra ngoài đường dọc hàng rào, gặp ai thì làm gì? Ép mời vào. À, đến cái giai đoạn là ép mời. Người ta nói là tin lành này á, nó dụ lắm, nó ép lắm. Không phải ép để mua bảo hiểm. Tôi bị ép mua bảo hiểm. Rồi không phải ép vì đa cấp. Đa cấp nó nói một hồi là chúng ta làm bỏ nhiều tiền trên móc ra hết. Nhưng chúng ta được ép để làm gì anh chị em? Được nhận sự cứu rỗi đời đời. Nhưng mà người ta nói sự cứu rỗi mà nhưng không chỗ này đó, là người ta nói cái này không chắc. Tình yêu của Chúa đến mức độ là gì? Ngài làm tất cả mọi sự. Con ơi, tất cả mọi sự đã dành sẵn, con chỉ cần gật đầu là xong. Con ơi, tiệc đã bày sẵn rồi, con chỉ bước vào và con ngồi bàn là được. Nhưng mà người ta vẫn từ chối. Chúng ta thấy cái lòng của con người nó kinh khủng phải không bà chị em? Chúng ta không nhìn thấy được cái lòng, nhưng mà nó lại là một cái việc rất là đáng khủng khiếp. Bởi vì người ta có thể đóng cửa nó tuyệt đối. Chị Nga đóng cửa trái tim bao lâu rồi? 17 năm. Anh Kỳ đóng cửa trái tim bao lâu rồi? 10 năm rồi. Dạ. Đóng cửa trái tim một người 10 năm, một người 17 năm. Mà không biết sao động cơ nào bữa nay trái tim nó mở ra. Chị thôi, khi mà chị gọi cho tôi, chị gọi tôi, chị này ít gọi tôi lắm. Mà chị gọi tôi tự nhiên giúp mình không biết chuyện gì đấy. Thế là nhờ làm chứng cho anh này, nói cho anh này. Rồi xong cuối cùng anh này tin nhận Chúa. Tin nhận Chúa sau bắt đầu cùng nhau học lời Chúa.
Chúng tôi học liên tục bao nhiêu tuần ha? Bao nhiêu tháng ha? 3 tháng, 2 tháng ha? Dạ 2 tháng hơn 2 tháng. Và cảm ơn Chúa, càng học mà cứ mỗi lần học tôi hỏi anh có thắc mắc gì không? Anh nói dạ không, lần sau đi hỏi. Mà cứ vậy, cứ học lần này lần sau hỏi, học lần này lần sau hỏi. Và tạ ơn Chúa ngày hôm nay anh có mặt ở đây để anh tuyên xưng đức tin của anh ngày hôm qua một cách tuyệt đối trong thế giới thần linh và hội thánh rằng gì? Anh đã thuộc về Chúa Giêsu hoàn toàn. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Amen. Yeah. Hiện nay trái tim của ai còn đóng cửa nữa không? À, cái anh kia anh đưa tay kìa, Thanh nữa kìa. Dạ đây còn hai cái trái tim này còn đang đóng cửa. Nhưng mà sẵn sàng mở chưa? Không mở hả? Chà không mở. Anh này chung thủy với vợ ghê, là vợ giờ đang ở với Chúa được yên nghỉ rồi, anh vẫn chờ. Dạ cảm ơn Chúa. Còn mấy thanh thiếu niên thì tôi chưa dám hỏi nha. Dạ bây giờ đến cái điều kiện để dự tiệc. Chúng ta xem ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 11 đến câu 13. Đây là cái điều kiện để vào tiệc cưới. Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 11 cho đến câu 13. Dạ chúng ta cùng đọc. Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ, thì phán cùng người rằng: hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh. Vua bèn truyền cho đầy tớ rằng: hãy trói tay chân nó lại và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Dạ. Cái điều kiện vào dự tiệc cưới này đó là mặc áo lễ. Cái chiếc áo lễ nó không phải là chiếc áo mà chúng ta tự mặc vào, mà chiếc áo này là do chính chủ tiệc đưa cho chúng ta. Tất cả chúng ta đều có một cái chiếc áo, nhưng mà bước vào trong cái lễ tiệc thì có một chiếc áo lễ đặc biệt. Con người đã từng tự mặc cái chiếc áo cho mình bằng chiếc lá vả, đó là Adam và Eva. Nhưng Chúa Giêsu ngài đã, xin lỗi, Chúa Trời ngài đã giết con thú, và con thú là hình ảnh về chiên con của lễ vượt qua được giết từ buổi sáng thế. Đó chính là Chúa Giêsu. Và ngài đã lấy cái da thú để kết thành áo dài cho Adam và mặc lấy cho. Ngày hôm nay tôn bà chị em được Chúa ngài kết cho chúng ta một chiếc áo. Đó là chiếc áo bằng huyết của Chúa Giêsu Christ. Chiếc áo này không phải là chiếc áo bằng vải gai mìn, mà chiếc áo này bằng huyết của Chúa Giêsu. Chiếc áo này, chỉ có chiếc áo này thì tôi bà chị em mới được vào dự lễ. Chúng ta thấy trong cái buổi tiệc này có thình lình thì người chủ tiệc phát hiện là gì? Có một người không mặc áo lễ. Điều này có thể là gì? Do cái người này không mặc, quyết định không mặc, hay là không được phát. Tôi tin rằng người này quyết định không mặc áo lễ, mà người này là được phát nhưng mà từ chối. Cũng có những người đã tin nhận Chúa Giêsu, sự công chính bằng huyết của Giêsu là công chính tuyệt đối trước mặt Đức Trời. Ngài không kể chúng ta là một tội nhân. Nhưng mà sau đó thì họ từ chối cái sự cứu rỗi, họ từ chối cái huyết công bình đó, và họ xưng công bình bằng cái việc là dùng tiêu chuẩn của luật pháp để xưng công bình. Theo như ở trong Galati chương 5 câu số 4, mà Chúa nói nếu chúng ta cậy các việc luật pháp để xưng công bình thì chúng ta lìa khỏi đấng Christ và mất ân điển rồi. Chúng ta thấy có đau buồn không khi mà người đó đã từng có chiếc áo, xin lỗi, đã từng được mời, đã được vào trong buổi tiệc, nhưng cuối cùng bị gì? Quăng ra hay là mời ra? Quăng hay mời anh chị em? Dạ. Ở đây nói là gì? Hãy trói tay và chân nó lại mà quăng ra ngoài. Đau ạ. Ha. Vào trong buổi tiệc rồi, tiệc dọn rồi, nhưng mà không được ăn, mà bị trói quăng ra ngoài. Cho nên chúng ta thấy nàng dâu thì đã sửa soạn và đã mặc chiếc áo bằng vải gai mịn, đó là việc công bình.
họ đã có sự công bình bên trong và họ bày tỏ cái sự công bình qua đời sống ở bên ngoài. Tôi khích lệ anh chị em, chúng ta đã có sự công bình của Chúa, chúng ta đã có tình yêu của Chúa, chúng ta có sự cứu rỗi của Chúa rồi. Và chúng ta cần bày tỏ cái sự công bình bằng cái việc làm thiết thực mỗi một ngày ở trên đất này. Mở lòng ra với anh chị em, mở lòng ra với những người khó khăn, mở lòng ra với những người cô đơn, mở lòng ra với những người đang bị tổn thương, để chúng ta có thể tư vấn, để có thể giúp đỡ, để có thể cầu thay cho họ, để họ được giải phóng, họ được chữa lành. Amen chị em. Yeah. Như vậy thì chúng ta thấy tiệc cưới chiên con sẽ là một ngày đại tiệc vui mừng cho tất cả những người có chiếc áo lễ của Chúa Giêsu, những người đã được mời và chấp nhận lời mời. Tôi bà chị em có mặt ở đây có nghĩa là tôi bà chị em đã chấp nhận lời mời của Chúa rồi, và chắc chắn rằng chúng ta sẽ được dự tiệc cưới chiên con. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.